Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Tất cả 6 thi thể của gia đình gốc Việt được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2024 ở tiểu bang Pennsylvania. 6 thi thể cháy đen được đưa ra khỏi đống cho tàn của căn nhà số 58 Lewis Avenue trong khu Eastland gồm Cảnh Văn Lê, 42 tuổi, Sương Lê, 40 tuổi, Britney 37 tuổi, Natalia Lê 17 tuổi, Nakhela Lê 13 tuổi và Xavier Lê 10 tuổi. Nhà chức trách tình nghi ông Cảnh đã bắn chết em trai mình, Sương Lê, em dâu và ba đứa cháu. Ông ta cũng bắn bị thương hai cảnh sát. Chúng tôi cho rằng các nạn nhân bị bắn rồi sau đó hoạn xảy ra. Nhưng hiện tại chưa biết chắc chắn liệu giả thiết này đúng hay sai. Biện lý quần Delaware Check cho hay kết quả giáo nghiệm tử thi sẽ cho biết nguyên nhân gây ra cái chết các nạn nhân bị bắn hay bị chết ngạt. Nhà chức trách ban đầu nhận được trình báo có trẻ bị bắn và sau đó lửa đã bùng lên từ căn nhà số 58 đường Lewis Avenue ngay sau tiếng súng. Chúng tôi vẫn đang tìm cách vào ngôi nhà từng chút một đưa các thi thể ra và thu thập bằng chứng, theo như bị cảnh sát cho biết. Mẹ của tên Cảnh bà Chín Lê cho hay bà nghe thấy con trai cãi nhau với cháu nội gái 13 tuổi trong phòng ngủ trên lầu. Người phụ nữ nghe được tên Cảnh nói sẽ đi lấy súng và đó là lúc chồng bà kéo vợ chạy ra khỏi nhà rồi tiếng súng vang lên. Bà Chín cho biết chồng bà ông Hương Lê là người gọi nai quần quần. Khi cảnh sát đến hiện trường ai đó từ trong nhà bắn ra làm bị thương hai cảnh sát một từ cảnh sát Lansdowne và một từ ti cảnh sát Iceland. Trong lúc hỗn loạn cảnh sát dùng khiên chắn đàn đưa hai đồng đội bị thương đến nơi an toàn. Nhân chứng cho biết nghi can bắn từ trên lầu ba xuống, người ta nghe tiếng súng đầu tiên rồi yên lặng. Hàng sóng cảnh sát hồi hưu Tracy cho hay, rồi sau đó một loạt tiếng súng khoảng 4 đến 6 rồi thêm hai tiếng súng nữa, đó là lúc cảnh sát đến. 15 phút sau ai đó trong nhà đã phong hỏa và chỉ trong vài giây lát thì ngôi nhà đã ngập trong lửa khiến cho cảnh sát và cứu hỏa phải tạm rút lui vì lý do an toàn. Lửa cuối cùng được kiểm soát vào tối ngày thứ tư sau khi thiêu rụi tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Chưa thể xác định được các thi thể ở đâu trong ngôi nhà vì toàn bộ cấu trúc đã bị sụp đổ. Theo vị cảnh sát cho biết, thi thể được cho là của cảnh lê được phát giác gần một khẩu súng được thu hồi trong đám cháy. Gia đình kể ra tuyên bố cho biết thân nhân quá cố của họ. Britney và Sương Lê là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong 17 năm qua. Họ yêu nhau và tận tùy với con cái, đại gia đình và người thân. Natalia Kakaya và Xavier đều xuất sắc trong học tập, nghệ thuật và thể thao. Gia đình cảm ơn tất cả những chia sẻ và cầu nguyện và cũng yêu cầu được riêng tư khi họ phải đối phó với đau đớn và mất mát. Nakela tham gia họ múa tại Katy Collins Dance ở Eldon. Nakela là một cô gái tuyệt vời tài năng và một người bạn tuyệt vời. Cô ấy sẽ được mọi người nhớ đến trường đăng trên Facebook như vậy. Hiện chưa rõ động cơ vụ thảm sát trong khi tân nhân không nhận thấy bất cứ hành vi bất thường hoặc bất cứ dấu hiệu nào dẫn đến căng thẳng chết người vào ngày thứ tư. Hồ sơ tòa cho thấy cảnh lấy bị bắt vào năm 2006 tại quận Delaware và bị truy tố tội đe dọa khủng bố, đột nhập trái phép và hành vi gây rối công cộng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về hồ sơ này, nhưng cáo buộc đầu tiên sau đó đã được bãi bỏ và anh ta được đưa vào chương trình phục hồi với hai tội danh nhẹ hơn, phải phục vụ 32 giờ cộng đồng và bị phạt là 1.400 mỹ kim và 1 năm quản chế. Ngoài việc chờ kết luận nguyên nhân gây ra cái chết, công tố dự tính sẽ khép lại hồ sơ thảm kịch vụ thảm sát làm rúng động cộng đồng địa phương, Bóng bóng gấu bông và hoa được người dân đem đến để gần căn nhà đổ nát. Cộng đồng vào tối ngày thứ Bảy mùng 1 Tết tổ chức thắp nến cầu nguyện từng nhớ gia đình anh Sương Lê tại công viên Jaden Community Park. Kính thưa quý vị, cảnh sát đang truy lùng một nghi can ăn trộm tài sản lên đến hàng chục ngàn đô la từ các cửa tiệm Target ở trên khắp miền Nam Cali ở vòi theo đài KTLA Floyd cho biết. Theo sở cảnh sát The người đàn ông này bị cáo buộc là trộm số hàng hóa trị giá ít nhất là 39.000 đô la Mỹ cho đến nay. Đoạn video giám sát gần đây của Target cho thấy nghi can bình tĩnh bước vào cửa hàng và đi dạo xung quanh. Sau đó nghi can phát hiện một nhân viên Target đang cầm một thứ trông giống như là một chiếc hộp iPad. Nghi can đến gần người nhân viên đó và giả vờ hỏi một câu hỏi về món đồ trước khi bất ngờ giật lấy và chạy ra khỏi tiệm. Người nhân viên vội vã đang đuổi theo nhưng nghi can đã chạy thoát. Cùng với các vụ trộm khác cảnh sát xác nhận đây là nghi phạm gần đây đã lấy trộm các loại iPad ở các cửa hàng Target. Đoạn phim mà camera an ninh thu được về nghi can đã được cảnh sát ở vài công bố với hy vọng là ai có thể nhận dạng được đương sự thì thông báo cho nhà hữu trách. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng, phòng cảnh sát gần nhất mà mình có thể liên hệ. Kính thưa quý vị, hai người đàn ông bị thương và nghi can bị bắt trong vụ nổ súng hiếm hoi ở khu phố cổ Old Town Orange của thành phố Orange vào sáng sớm ngày thứ bảy ngày 13 tháng Giêng năm 2024. Theo thông tin từ cảnh sát loan báo cho biết, đang tuần tiễu khu phố này ngay sau nửa đêm, cảnh sát nghe thấy tiếng súng gần quán rượu Paul Cocktail trong khu 200 ở đường West German, sở cảnh sát Orange County OPD cho hay như vậy. Cảnh sát thấy hai người đàn ông bị thương do trúng đạn ngoài bãi đậu xe chung của vài cơ sở thương mại kế bên Paul Cocktail. Theo nhật báo The Orange County Register, hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát tìm thấy nghi can mang súng lục ở khu vực đó, OPD cho hay. Nghi can bị bắt và bị giam ở nhà tù Orange County. Cảnh sát chỉ nói Nghi can là một người nam mà thôi. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát tin rằng vụ nổ súng xảy ra ngoài bãi đầu xe phía sau của Paul Cocktail. Dường như có say xỉn và cãi nhau. Trước vụ nổ súng, Trung úy Peel của OPD cho biết. OPD kêu gọi ai biết thông tin gì có liên quan đến sự việc. Thì có thể gọi cho điều tra viên số 714-744-7571. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, người Việt chúng ta thường nói bần cùng sinh đạo tặc. Tuy nhiên có những tình huống, những môi trường mà nhiều người nhìn đó là những cơ hội tuyệt vời cho cuộc đời. Nhưng người ta đặt câu hỏi tại sao lại có những con người sống buông thả và xa đoạn như thế. Một cuộc đời thanh niên trai trẻ đã kết thúc dường như là khép lại tương lai khi bỏ lại đằng sau biết bao nhiêu cơ hội mà bao nhiêu người khác mong muốn có được cơ hội đó để tạo dựng cuộc đời thật ý nghĩa. Một thanh niên gốc Việt Tyrell Hiến, Jock Mahoney Nguyễn, 24 tuổi, đã bị tòa tuyên án. Và đây không phải là một bản án mà đến hai bản án trung thân trong tuần vì vụ sát hại Randy hay còn gọi là Randy Kang vào năm 2017. Trong một vụ tranh giành băng đảng và cái chết của Mà Hì một năm sau đó trong một vụ rầm lẫn danh tính theo CBT News vào ngày thứ 6 ngày 12 tháng Giêng. Hiếu bị kết án vào ngày thứ 5 ngày 11 tháng Giêng năm 2024. Giới chức công lực vào ngày thứ 6 cho biết Hiếu đã bị bắt vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 và sau 2 năm điều tra, khi đó Hiếu chỉ có 21 tuổi. Cuộc điều tra bắt đầu với hai vụ xử băng đảng với nhau vào tháng 10 năm 2017. Sự cả anh và em trai của một gia đình mà được biết là trong đó người anh cũng tham gia băng đảng và người em cũng bị nhận dạng lầm và là nạn nhân trong sự việc sự nhờ lẫn nhau của những bọn Marco đồ ở trong xã hội. Cả ba đều dính dáng trong các cuộc xung đột băng đảng ở tại British Columbia. Gary sau đó đã bị bắn chết ở Surrey vào năm 2011, còn người em người Anh cũng bị giết ở Vermont vào năm 2003. Hiếu bị buộc tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của hai anh em, cũng như là âm mưu giết cả anh cả em. Hiếu cũng bị buộc tội giết người cấp độ 1 trên cái chết của người em trai vào tháng 11 năm 2018. Cảnh sát khi đó kết luận rằng nạn nhân đã bị giết là người em đó là vô tội và không phải là mục tiêu của sự việc xử lý văn đảng với nhau. Điều đáng nói khi bị giết thì cả Hiếu và người anh kia cũng là thành viên trong cùng một băng đảng và đã xử lẫn nhau như vậy. Kính thưa quý vị, sống ở môi trường tốt không có nghĩa là một con người đương nhiên sẽ trở nên tốt. Mà ông trời là thượng đế vẫn ban cho mỗi người cái khả năng và tự do lựa chọn phong thái sống của mình mình có thể chọn trở thành một người tốt và cũng có thể chọn trở thành một người xấu tùy theo cách lựa chọn của mình để dẫn đến một kết cục cuộc đời có ý nghĩa cho chính bản thân mình và cho cộng đồng xã hội cũng như người thân yêu hay mình trở thành mối nguy hiểm lo ngại và gánh nặng cho xã hội cho người khác kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng